đây là Thắng, anh ấy là một chiến binh bảo vệ trái đất. Cuộc xâm chiếm trái đất của người ngoài hành tinh khắp nơi. Quân đội chiến đấu ngày đêm để giành lại trái đất. Thắng dẫn dụ người ngoài hành tinh vào rừng để đánh lẻ, bàn kế hoạch tác chiến với đồng đội của mình. Dẫn dắt người ngoài hành tinh ra biển đánh úp. Đồng đội của Thắng không may bị bắt nghiên cứu. Thế là Thắng dẫn đầu một đội quân chiến đấu khô máu. Đánh nhau trên cả sa mạc Sahara. Đồng đội của Thắng hy sinh rất nhiều, anh rất buồn. Thắng dẫn một đội quan hùng hậu vào căn cứ của chúng, đột nhập vào hang ổ của người ngoài hành tinh, một chọi một với tên trùm. Sau đó Thắng mời người ngoài hành tinh uống trà thương lượng, bàn thế nào mà các anh người ngoài hành tinh bỏ luôn về nước.